lại nói thế? Nàng đừng gọi ta như thế, hãy gọi ta là Hy Văn Sứ Nghệ, hay gọi thẳng ta cậu chứ năm nào. Chỉ gọi tướng công khi ta đang đứng dưới quân kỳ, qua có dung bào bên người đẹp đổi cách xưng hô. Ta vẫn là ta một anh chàng say mê ca hát, hãy hát nữa đi cho cõi đời quên lãng dài giây. Rơi bớt tâm tư đang tối ngày cái trả, sao phải lo âu khi giặc phan bá giặc thân thế. Phú huyện mừng vui về trấn trị nơi nơi, đồng án nương dâu dân làng lo nộp thuế triều đình, và chàng được trên thánh hoàng khen ngợi. Tư phẩm vì hoàng danh tiên trời quy viết tướng công, ngoảnh mặt làm ngơ trước cảnh khổ dân nghèo, trước cảnh suy vong nước ta đang tàn, ta đâu thể ung dung nàng dân hiểu được tinh ta. Chung sống bao năm đức độ già thêm rõ, trân giữ tiền châu chàng là một đấng anh hùng. Không phải là một nhà thơ có trái tim trong sạch tuyệt vời. Không, sao quá khiêm cung vậy, là gì cho thiếp tường tri? Ta chỉ là ta trời phú cho đôi mắt đôi tay, nghe tiếng than của sinh linh ta tâm yêu thấu cao xanh, nhưng trời thăm thẳm chính tầng mây. Tướng công, thiếp đây hiểu ý chàng rồi. Khi ta xuất binh đánh vào Trà Lỗ, khói lửa bay khắp dải giang hà, ta đã nghe tiếng khóc tiếng la như xé tay từ cung đàn đứt ruột. Trên lưng ngựa lòng ta đau nhói, nước mắt rơi thấm máu tự bao giờ. Ta đã quăng xuống bùn, phải, ta đã quăng xuống bùn cả lá cờ ta đang cầm chỉ huy tướng sĩ đốt làng phá rẫy. Chàng công trớ, quy diễn tương công. Ta tự hỏi, ta sinh ra đời để làm gì? Ta là ai, ta phải sống ra sao? Vâng mệnh vua thân khóa chiến bào, mà lòng vẫn hướng về lương dân cùng khổ. Nỗi xót xa tim ta thắt lại, không cứu được người dân trong cơn nắng lửa mưa dầu. Chỉ cả tù mi đau chỉ vì canh tướng công hầu. Ta xuất thân trong đắng cay tuổi nhục, ta lìa quê đi tìm chân lý tự dành cho mình cuộc sống không hẹn tâm. Thế mà chung quanh ta mãi đầy dẫy bất công, vì pháp phục hoàng gia là xiềng xúc trong mang, ta phải cúi đầu tuân lệnh. Ta bơ vơ thảm hại, nếu không nàng bên cạnh chia sớ buồn vui và hiểu được lòng này. Chàng đừng buồn nữa, tiếp sẽ hát cho chàng nghe khúc hát để làm quân. Bờ bướm người
lại nói lên lời nặng lòng vì nước, nặng tình với non. Thì hãy dứt những câu buồn than, tay trong tay tình là lại với tình. Mộng vàng tiêu tan mây khói, nếu rồi đây mình lại phải xa nhau. Còn gì câu hát nữa đâu, có chăng một mảnh hồn đau giữa đời. Dù cho vật đổi sao dời, quê thơ chặt và tàn cánh mặc kệ cánh tàn, ta ở bên nàng nghe giọng hát du dương. Tướng công, việc công xong mới đến việc tư chứ. Tối mai đến, thiếu sẽ hát cho chàng nghe bài Tùng Bách. À, nếu đêm qua chẳng đến với nàng, ta đã không thoát khỏi lưỡi dao của tên hung thủ. Kẻ thích khách tên là gì thưa tướng công? Nghe nói nó tên là Phan Lương, một chàng trai gan dạ, phải đến 50 lính bao giây mới bắt nổi hắn ta. Có thầm thù chi lại dám lẻn vào dinh để sát hại tướng công là phụ mẫu chi dân, chỉ lo no ấm cho dân. Ta là kẻ thù của dân nổi loạn, cần phải quan tâm. Tướng công, trời ơi, tiếng trống ngũ liên gấp gáp, có chuyện gì thế tướng công? Tiếng trống báo động tên tù vượt ngục. Vượt ngục? Các người đâu? Đóng hết các nẻo ra vào. Không cần, không cần. Đúng rồi, bốn cửa trại cùng gian trống thúc. Đúng là hắn thoát rồi, cái kẻ đã giết ta. Tướng công, hả? Sao tướng công lại vui? Ta còn sống đây, hắn lại phải chết hay sao? Không, hắn thoát là may, là phải lắm đó, Huệ Thư à. Để công chứ này khỏi điều ân hận, gánh cái nợ đời thêm một cái thay ma. Thôi, ta về để xem quân binh nhốn nháo tựa đàn gà, để con cáo tinh ranh tung hoành chuồng trại. Khi ta về, nàng kết cài then cửa lại. Đêm qua nàng hát đã nhiều rồi, nàng hãy ngủ đi thôi. Trong giấc ngủ hãy ngâm ba câu thơ lăng nhăng mà ta tự vịnh nha. Tướng công, thiếp nhớ rồi. Có phải như thế này không? Ngồi nơi đây mà trách ông sao?